Trong thời gian qua, khi thanh tra cấp huyện thanh tra công tác tài chính tại các trường học, một số trường mầm non tiểu học đã bị phát hiện có sai phạm trong lĩnh vực này, chủ yếu là đối với các khoản thu xã hội hóa. Theo giải trình thì do các trường chủ quan với khoản thu do phụ huynh tự nguyện đóng góp. Và sau đây là ghi nhận tại huyện Châu Thành. Vừa qua, Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có một số buổi làm việc giám sát công tác triển khai, tổ chức thực hiện luật phòng chống tham nhũng đối với một số sở ngành và một số huyện. Qua giám sát tại huyện Châu Thành, các đại biểu rất quan tâm đến vấn đề nhiều trường học trên địa bàn đã vi phạm về tài chính. Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành cho biết, Ủy ban Nhân dân huyện đã chỉ đạo thanh tra huyện và phòng giáo dục kiểm tra việc thực hiện các quy định về công khai minh bạch tại các cơ quan đơn vị trực thuộc. Kết quả, qua công tác thanh tra, từ năm 2019 đến năm 2021, phát hiện 7 đơn vị trường học trên địa bàn huyện vi phạm việc thực hiện các chế độ định mức tiêu chuẩn với số tiền gần 149 triệu đồng. Ngành giáo dục huyện Châu Thành đã xử lý 24 cá nhân vi phạm trong công tác công khai minh bạch tài chính, trong đó xử lý kỷ luật 8 cá nhân vi phạm, chuyển cơ quan điều tra 4 trường hợp, kiểm điểm rút kinh nghiệm 12 cá nhân, đồng thời họp rút kinh nghiệm một số cá nhân có liên quan. Các sai phạm chủ yếu xảy ra đối với các khoản thu chi ngoài ngân sách được giao, cụ thể là đối với các khoản kinh phí thu hút từ nguồn xã hội hóa giáo dục. Giải trình chế đoàn giám sát, ngành giáo dục cho biết nguyên nhân là các trường chủ quan không rút kinh nghiệm về công tác tài chính, dù Sở Giáo dục Đào tạo tổ chức tập huấn mỗi đầu năm học. Khổ cái là về trường, các em hiệu trưởng thì lại là mạng về chủ quan. Thành ra là nhiều khi làm thêm cái cá nhân của mình mà không chịu động cho bản hết. Rồi chính vì vậy sẽ dẫn đến là khi thành ra quyền vô là cái pháp lý của mình là về không. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành nhìn nhận, không riêng gì huyện Châu Thành, nhiều địa phương khác cũng gặp những vấn đề tương tự do kế toán và ban giám hiệu thiếu kiến thức pháp lý trong quản lý các khoản thu xã hội hóa. Nếu thanh kiểm tra đối với khoản thu này, trường nào cũng có thể bị vi phạm. Do đó, huyện Châu Thành cho rằng giải pháp là cần nhanh chóng tập huấn, rút kinh nghiệm để các trường học vận dụng cho đúng. Mà này cũng đã kiến nghị rồi ở trong tỉnh, sở cho nó là tài khoản sách, sở cho nó hướng dẫn, chỉ có sở hướng dẫn thôi. Mà sở giáo dục thì làm sao cũng dân chặt chẽ bằng sở tránh về cái tiền bạc này. Nó sở cho nó là tài khoản sách hướng dẫn. Thanh tra huyện Châu Thành, ngoài tăng cường công tác thanh kiểm tra, cũng đẩy mạnh việc hướng dẫn cho các đơn vị trường học nắm rõ các nguyên tắc tài chính để rút kinh nghiệm và tránh sai phạm. Cuối năm 2019 đầu năm 2020 là thanh tra huyện có phối hợp với phòng giáo dục mở một cái hội nghị để mời làm hiệu trưởng, kế toán và ban thanh tra nhân dân để về là dự cái cuộc họp. Thì ở thanh tra huyện là qua cái công tác thanh tra ở các trường học là phát hiện nó nổi lên cái vấn đề sai phạm là vấn đề gì, là những cái sai phạm thường gặp và có cái chứng chỉnh, mà thông thường ở trong ngân sách là sai phạm rất là ít nhưng mà cái ngoài ngân sách thì nhiều. Thì qua cái sai phạm đó là các trường sẽ có ý kiến, thì có mời là tài chính kho bạc và các cơ quan chuyên môn để có cái lý giải. Theo phòng giáo dục đào tạo huyện Châu Thành, hiện nay kế toán của nhiều trường học đang xin nghỉ, trong khi ngành rất khó tuyển kế toán mới. Nguyên nhân là do công việc áp lực lớn, đãi ngộ thấp, mà lại dễ dẫn đến vi phạm nếu kế toán thiếu kinh nghiệm tham mưu quản lý đối với các khoản thu chi ngoài ngân sách. Qua công tác thanh tra, các địa phương đã có nhiều chỉ đạo và rút kinh nghiệm cho các trường học. Đồng thời, các sở ngành liên quan đã đề nghị các địa phương, các trường học bám sát thực hiện nghị quyết quy định mức thu các khoản thu của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Đây là nghị quyết mới đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua trong kỳ họp thứ hai vào cuối năm 2021. Đây là cơ sở quan trọng để các trường học áp dụng thống nhất, tránh được sai phạm. Kế toán vậy, để cho hiệu trưởng vậy, nghĩ rất là đơn giản. Thì hiện nay thì tôi nói là các khoản thu hiện nay càng ngày chúng ta càng chặt chẽ. Thì rồi chúng ta và hội đồng dân đưa ra các khoản thu cụ thể. Bây giờ chúng tôi đã chỉ đạo các trường là bây giờ yêu cầu các trường nào bây giờ cho cái gì cũng thấy. Ngày xưa thì anh cũng xuống lớp cứ lấy dẫn tâm cái này dẫn tâm cái kia, các hội đồng diễn ra đó là các cái quy trình dẫn tâm tiền là phải làm cách thức như thế nào, thủ tục như thế nào. Thì rốt cuộc cái anh này là coi như anh thanh tra đó là những thanh tra đó. Những người hàng hội đồng dân rồi có khó thì cái đó nó sẽ hướng dẫn và nó có tháo gỡ cho người sử dụng rất
biệt là đối với các cái trường non tiểu học của sở. Vừa rồi những cái này thì sở cũng đang là hướng dẫn. Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định rõ mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với tất cả các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Việc thu chi các khoản thu dịch vụ phục vụ hỗ trợ hoạt động phải đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, thu vừa đủ chi, mang tính chất phục vụ, không mang tính kinh doanh, phải công khai, dân chủ, chi đúng mục đích. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành cho biết, trong thời gian tới, phòng sẽ tăng cường kiểm tra về mặt tài chính, thay vì chỉ chú trọng kiểm tra chuyên môn như trước đây, để kịp thời các trường thực hiện đúng tinh thần của nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, tránh các sai phạm có thể xảy ra.